lại với em và con đi anh. Tôi và em không hợp nhau, mình ly dị đi. Thôi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đi đâu đây? Cấp cứu. Bị gì? Nội thương. Đứng đó. Đi đâu? Đi vô. Bà nội đâu? Bà nội ở nhà. Bà nội bị thương mà nội không tới, tự nhiên cô vô đây làm chi? Nội thương có nghĩa là bị thương ở bên trong, là tôi bị thương chứ không phải bà nội tôi bị thương. Ở đây tôi là bác sĩ, tôi quy định nội thương là bà nội bị thương. Vậy chứ nội chẩn? Chẩn đoán bà nội. Nội phẫu. Phẫu thuật bà nội. Nội soi. Soi bà nội. Em là bà nội của anh. Phim nó của Miu Lê. Vậy nội tôi đang trường. Nội tôi sáng như âm lên giang đường. Nội tôi sáng đạp xe 20 cây số. Bài này là bạn tôi. Tôi quy định bài này là bài nội tôi. Nội thương có nghĩa là bà nội bị thương. Vậy thì ngoại thương là bà ngoại bị thương. Tào lao. Ngoại thương là trường đại học. Hiểu rồi, đi nha. Vô thôi. Tôi kêu cô đi ra, còn tôi mới đi vô. Ở đây không phải là chỗ muốn vô thì vô, muốn ra thì ra, cô hiểu không? Vậy bây giờ tôi đi ra hay đi vô? Bây giờ cô muốn vô thì cái xe này phải đi ra. Mà tôi muốn nhắc cho cô nhớ, cái xe này nó rất là quan trọng với cô, vì nó gắn liền với cuộc đời cô. Tại sao chiếc xe lại quan trọng hơn cả tôi? Tại vì trước đây cô là người mẫu chụp hình xe, nhớ chưa? Ok. Với kỹ năng tạo chéo 1000 tấp 1 giây, cô ấy đã bị rối loạn tiền đình và điên. Đâu rồi? Đâu mất rồi? Trời ơi! Cái bức tường điêu khắc của tôi đâu rồi? Anh bạn, cho hỏi có thấy bức tường điêu khắc của tôi đâu không? Anh em ta không có gì xa cách, chỉ có mùi hơi nách làm xa cách anh em. Có thể dạ, cái bức điêu khắc nó nổi bên kia cho ông nội đi lẹ giùm con đi. Cảm ơn đại huynh. Bức tường điêu khắc của tôi ở đây rồi. Chị đi bác sĩ ơi, thật lô nhiễm quá mà. Ây da, ây da. Cái mùi kẹt cửa của anh thiệt lợi hại quá đi đó mợ. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, đừng, đừng. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, trời mỏi. Ở đây có chỗ nào để phơi đồ bác sĩ? Chỗ phơi đồ? Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy là cuối cùng em cũng đã phơi đồ xong rồi. Vậy là ông chủ sẽ không còn đánh đầu em nữa. Bác sĩ ơi, bác sĩ đừng nói là em với ông chủ em là em ở đây nha bác sĩ. Ông biết em đây, ông đánh em á, ông đánh đầu em á, em sợ lắm bác sĩ. Đừng lo, đã có bác sĩ ở đại sảnh, không ai dám đụng với nhà ngươi đâu, yên tâm đi nha. Chết rồi, trời chuyển mưa. Không được, em đem đồ vô, em phải đem đồ vô. Lùi lại đây bác sĩ Sử. Ê, anh Michael ở Hồng Kông mà. Cái bức điêu khắc của anh nó nằm ở trong phòng kia kìa. Cây phơi đồ ơi, đợi tao với. Điều dưỡng đâu? Điều dưỡng. Anh là bác sĩ mới. Chào anh. Anh tên là gì? Anh tên Bằng. Dạ. Trùng hợp vậy, tôi cũng tên Bằng nè. Tôi là Cao Bằng. Còn anh? Lạng Sơn. Hả? Cậu á, suốt ngày cứ lấy áo tôi bận hoài. Thiệt tình, ở trong cái bệnh viện này nè, bác sĩ bị mất áo hoài à. Tôi nói cho cậu biết, ở đây ngoài những bệnh nhân là con người ra, còn những bệnh nhân rất là huyền bí. Cứ mỗi đêm trăng lên,
lại có một người phụ nữ đi lang thang trong sân này. Người phụ nữ đó bị bệnh tâm thần phân liệt và giết người hàng loạt. Ngoài người phụ nữ bị tâm thần phân liệt ra, ở đây còn có ma. Nè, có đó. Không lẽ cuộc đời tôi không còn nơi chốn là dung thân sao trời? Không kịp. Hư lắm nha. Trốn mẹ đi chơi nè. Trốn mẹ đi chơi, mẹ bắt được mẹ đánh đòn. Tí. Tí ơi, đừng có bỏ mẹ. Tí đừng có bỏ mẹ bắt. Tí ơi. Tí đừng có bỏ mẹ. Đừng có bỏ mẹ. Cứu con. Tí của mẹ đây. Đừng có tắm sông nha tí. Tí mà tắm sông là tí bỏ mẹ đó. Mẹ làm cho tí con nhiều nè. Con nhiều đâu rồi? Con nhiều đâu? Con nhiều. À, con nhiều của mẹ làm cho tí nha. Nói nghe nè. Ở đây thả diều nha. Ở đây thả diều. Mẹ về mẹ đổ bánh xèo cho tí ăn. Đổ bánh xèo quá. Con nhớ mẹ. Con cũng có nhớ ba nữa. Con muốn được về nhà lắm. Nếu con về nhà, ba mẹ sẽ tiếp tục ly dị, gia đình mình sẽ tan nát. Thôi con sẽ tiếp tục ở đây để ba mẹ cùng chung tay chăm sóc con. Như vậy gia đình mình mới được bên nhau. Con chọn điên để gia đình mình bình yên. Con muốn được về nhà. Con muốn được về nhà. Đây là một cái tứ rất là hay, và Trịnh Tú Trung đã diễn ra được cái nhân vật. Nhưng mà có cái kết thì thật sự ra anh cảm thấy nó buồn. Tôi thấy uổng cái chỗ đó. Về cái nói của em á, em ráng cố gắng nói cho rõ hơn một chút xíu. Đây là chương trình cười, cho nên là cố gắng nỗ lực hết mình, gạt qua những cái gì buồn phiền ở trong đời sống để mình làm cho cuộc thi này nó bùng cháy hơn nữa. Và chúc mừng Trịnh Tú Trung và Phi Long. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã chia sẻ kinh nghiệm của mình dành cho Trịnh Tú Trung.